Đài Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Trong clip ngày hôm nay lên tiếp tục chia anh em xả hàng rất là rẻ với một combo loa GM Bass 30 ông Hoàng Vũ Trường này, GM này. Đó. Và một con đẩy 2 kênh của TB. Con đẩy này là 800W luôn nha anh em nhé, 800W một kênh. Đó. Anh em mua loa và đẩy có mức giá là 12 triệu. Em Thanh tặng cho anh em một con vàng cơ. Hai con này, anh em thích con nào thì con. Đấy, hiện tại em đang test với con ARF này, màu đen này. Đấy, tặng con băng cơ nhé, con này nó là hàng dùng lướt tại cửa hàng rồi. Nó cũng không phải là mới nữa. Đấy, nhưng mà em sẽ tặng cho anh em con này. Nhưng mà với điều kiện phải mua cả loa cả đẩy nha anh em nhé. Đấy, còn mua giờ em không hỗ trợ tặng vàng. Rồi, em sẽ bật một đoạn nhạc lên để anh em cảm nhận chất âm nhé. Với bộ 12 triệu này thì với con đẩy này, nó còn đánh thêm vào một đôi loa nữa này. 800W một kênh rồi. Mà loa của chúng ta RMS chỉ có 350W thôi. Chúng ta đánh rất là thoải mái rồi. Đấy, đây là một trong những dòng loa mà cực kỳ gấu luôn. Đấy. Em sẽ test cho anh em một đoạn. Vì đây là một đôi loa cực kỳ hay, Bass 30 thương hiệu GM nhá. Đây nó chép neo. Volume nhạc này. Bát đánh như thật sấm luôn. 6, 7, 9, 10. Con này tiếng bát đánh rất là hay. Một tép của nó tiếp neo nhé. Tiếp neo tiếng sáng luôn. Thông hơi của nó là thông hơi trước luôn. Tiếng cực kỳ là ok luôn. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Nghe nhỏ nghe to. Sao anh còn đứng mãi? Hãy nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em rất mới luôn, rất đẹp luôn. Rồi mà bãi chị luôn. Nếu ngày mai xa cách nhau, anh chẳng nên âu sầu. Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu biết tình dễ chia liền nhau. Con này là một trong những cái đôi loa mà nó là chép neo và bass của nó cũng khá là to, uy lực. Em mở anh em một đoạn nhạc kiểu remix một chút nhá. Ra khi mình hoàn rồi, giống như bao lần giận nhau xong rồi lại thôi. Bass đẹp ấy rất hay luôn. Người đâu khi ra lại là đẩy nên đánh hay cực kỳ luôn. Bát có hay đến mấy thì nếu mà thích nghe nhạc chuyên sâu thì anh em vẫn phải chơi súp, đó là điều tất nhiên. Còn đây là một đôi loa đều giải âm và tiếng rất là ok. Con loa này thì thời điểm mới về em Thanh có bán 9.500.000 một đôi. Em Thanh ghép theo bộ thì cùng với con đẩy TB này, là con đẩy này của em là em đang bán là 4.2 triệu, thì theo bộ em bán 4 triệu và bán con loa là 8 triệu. Em Thanh có tặng cho anh em một con vàng đấy, là tri ân anh em con vàng này. Bao ship cho anh em toàn quốc có 12 triệu rồi. Đấy. Với cái con vàng này thì echo cửa của nó cực kỳ dẻo luôn. Sau đây em sẽ kiếm một đoạn karaoke để em test cho anh em về tiếng mic nhá. Đấy, anh em cứ bảo lên những cái bộ vừa tiền ngon ấy, thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là ok này. Mic này. Con này echo của nó miên man như là âm ly luôn. Đấy, nên là những bác nào mà thích hát nhẹ nhàng ấy, đấy mà thích dẻo êm mềm thì bác chơi con này cho em hát cực kỳ là ok luôn. Em sẽ gửi tới các bác một đoạn karaoke nhá, ca khúc Nhà Khoa Lời Việt.
sống chết có nhau đấy. Rồi xin mời anh em. Còn gì cho nhau là khói trên môi bay cao thật cao, tương lai mới đưa mỗi phương trời. Bạn ơi hãy nhớ phút xa xưa tình đầu, đừng hận gì nhau, cuộc sống sẽ đưa ta đi về đâu. Ngày mai ra đi xa anh em, xa những con đường, trong cơn đau miên man chiều nay, những yêu thương vang lên khi ta gọi nhau. Nơi nào ta mong anh đừng quên, con hứa trở về. Hãy cố gắng giữ mãi những ước mơ, dù ước mơ luôn bay xa tầm tay. Rồi một ngày buồn phiền sẽ qua, sống chết có nhau khi anh em ta về đây. Còn gì cho nhau là có trên môi bay cao thật cao, từng lại mỗi đứa mỗi phương trời. Bạn ơi hãy nhớ phút xưa chưa tìm đâu, đừng hận gì nhau, cuộc sống sẽ đưa ta đi về đâu. Rồi em vừa test qua cho anh em, em vừa test qua cho em một đoạn karaoke với một con vang echo rất dẻo đấy, và sự kết hợp giữa một đôi loa GM30 đấy, sơn nhựa nha anh em nhá, sơn sần nhá, và chiếc neo này, con này củ bát tép selection rất gấu luôn, và một con đẩy 800W của thương hiệu TB hàng bãi rất là đẹp đó. Em Thành có tặng cho anh em một con vang cơ, anh em có thể thích màu đen được mà thích màu trắng được, tùy. Hai con này cơ bản nó giống nhau, em Thành tặng kèm cho anh em 12 triệu cho anh em, rất là rẻ cho những anh em mà đợt vừa rồi có inbox cho em bảo lên cấu hình nó vừa tiền thôi, anh cũng không cầu kỳ quá nhiều, chơi hàng bãi thôi. Đấy, thì em có lên chi tiết cho anh em một cái combo 12 triệu rất là hợp lý. Còn tất nhiên anh em thích mua rời em cũng bán rời nhá, nhưng mà rời thì anh em không được tặng vàng, thế thôi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.